Hồi đó giờ ăn uống đồ organic, thế mấy bạn đã chăm da theo cách organic chưa? Hôm nay thử cùng với tôi trải nghiệm 15 ngày với bộ mỹ phẩm thiên nhiên chạm sâu, làn da căng bóng của nhà Dr. Belker nha. Là một brand mỹ phẩm cao cấp nên sản phẩm được đóng gói với hộp rất là đẹp và chỉnh chu. Bộ này thì gồm có một serum phục hồi, một hộp ống tinh chất tế bào gốc và một kem dưỡng tế bào gốc. Nói sơ qua về Dr. Belker thì đây là một brand mỹ phẩm cao cấp từ Đức, kết hợp giữa thành phần thiên nhiên và công nghệ sinh học, đem đến một sản phẩm an toàn, lành tính và hiệu quả cao. Buổi sáng bắt đầu một ngày mới thì mình sẽ cung cấp các dưỡng chất từ Dr. Belker cho làn da với hai bước. Đầu tiên là serum phục hồi caviar, em này sẽ giúp cho da phục hồi những tổn thương, làm dịu và cân bằng lại sức sống cho làn da. Với các sản phẩm của Dr. Belker thì mình rất là thích kết cấu mỏng và nhẹ, thẩm thấu nhanh nên không gây ra tình trạng quý da hay bết rết. Da mình thì vốn rất là nhạy cảm và khó chịu, nhưng sau 15 ngày dùng serum này thì da của mình càng ngày được khỏe hơn. Sau bước dùng serum thì mình sẽ dùng kem dưỡng tế bào gốc VivaCell Dr. Belker. Mọi người cũng biết là công nghệ tế bào gốc đang được sử dụng rộng rãi trong ngành mỹ phẩm và làm đẹp hiện nay. Nó sẽ giúp kích thích sự phục hồi, tái tạo, làm tăng tuổi thọ mô tế bào gốc, bảo vệ cho da khỏi sự lão hóa trước ánh nắng. Thành phần của kem này thì chiết xuất từ các loại dầu thực vật và thành phần hoạt tính sinh học. Em này đã giúp cho da của mình có được độ ẩm mịn và căng bóng hơn. Buổi tối sau khi đã làm sạch da mặt thì mình lại skin care hai bước với Dr. Belker. Trước tiên là mình dùng ống tinh chất tế bào gốc chống lão hóa. Mình sẽ lắc kỹ ống và thoa đều lên làn da đã làm sạch. Nhớ là massage nhẹ nhàng để kích hoạt các hoạt tính trong tinh chất nha. Em này sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của tế bào da, làm cho da luôn tươi trẻ tự nhiên. Bên cạnh đó sẽ bảo vệ da khỏi bị hư tổn do tia UV và còn kháng viêm chống kích ứng cho da nữa đó. Sau đó mình lại dùng kem dưỡng tế bào gốc. Dùng các em này của nhà Dr. Belker thì đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làn da. Chỉ sau 15 ngày sử dụng thôi mà mình cảm nhận rõ được làn da của mình trở nên căng mịn và trắng hồng hơn. Bên cạnh đó, da còn được tăng độ đàn hồi và các nếp nhăn cũng mờ hẳn đi. Đây đúng là một sự trải nghiệm đúng chất thiên nhiên chậm sâu làn da căng bóng của Dr. Belker.